Đây, bắt cá cho mấy anh em ơi. Cá rô. Nhiều ống ổn nữa. Nước quá trời nước rồi. Ồ, mấy con này nè. Xuống rồi quát. Đúng không? Mông cuốn mấy cái này lên đó mà. Nó khô nữa. Đó, đó, đó. Có cái này tưởng mắt nào? À, bánh cái gì? Lóc cái gì? Đó, mà đừng... Đừng có cái lóc đó nghe. Ồ, má cái gồ mẹ anh em ơi. Ồ, má văng sình dữ rồi. Ở luôn hay vậy, cái quay cái đó giỡn lên cái. Ồ. Ngu mẹ luôn. Đó, mẹ nó gì? Dạng mè hả? Rồi. Đó 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 đó. Đây, bắt cá mấy anh em ơi. Đây, cá gô nha. Nhà của đụ phó chủ tịch nông dân của thị trấn Cái Lầy Vàm đó anh em. Đó. Thấy không? Nhà của phó chủ tịch đứng kênh chống nạnh thấy mê chưa? Dòm thằng em bắt cá đó. Thấy nó vậy? Đó, 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 nó ụp đây nè. Nó chui xuống giỏ mày kìa không mày? Bên đây có đó. Tầm hả? Bự không? Rồi liền con luôn. Đó, có phi đài loan chắc chết hết, mặn này nó chịu nổi đâu. Mưa xuống một cái nó đẻ cho mày coi. Rồi cũng nhôm về thật luôn. Cũng còn nhiều quá nè, bắt ly chứ chăng nè. Nhóc luôn, nhiều lắm, phải chảy dữ lắm. Tại sao lưng nó lặn qua mép đây rồi. Lặn qua giỏ mép đây nè. Cái lóc đó nó lặn qua dòm đây rồi đó. Ồ. Gỗ luôn anh em ơi. Gỗ luôn. Cua được đây. Cua đó hả? Cua đâu đây? Cua đồng hay là cua biển? Trời có cua nữa. Cua chà bá luôn hả? Không có sạch ra. Thấy ụt quá mà. Sạch con không gì. Né xa nó ra đây nó dằn quăng dằn quá rồi.
cá nhiều bắt tới mê luôn đó các bạn. Đó, đó cá bự rồi các bạn ơi, cá bự rồi, phi luôn hả, cá bá nạp hết trơn hả. Bự rồi, vô rồi, vô rồi. Tao bắt bỏ vô luôn, sao dục lên trên. Phi đó cũng chiên ăn cũng ngon luôn đó chứ, săn thịt lại đó. Nửa thùng luôn rồi. Đang có một cua nhỏ không? Nghe nó bò lên ngoài. Con này khó bắt nó rồi. Anh em thấy không? Cái đầu con bành bành không nữa đâu. Đầu chà bá lửa luôn thấy không? Đó, đó. Đấy, cái cục này chưa mọi cục này đó bạn. Lại gì ấy là nó ém qua đó rồi đó. Ném vô cái đám này dữ lắm nè. Có mấy mình bắt đủ ăn thôi, mấy mốt bắt nữa chứ bắt hết mấy mốt lấy dạng nữa. Không em nhiều quá nó chết hết anh ơi. Nồng chứ nồng. Chuối dữ rồi. Dễ gì nó bị trúng, trúng. Nãy thấy nước ít quá quậy giờ đá giờ ra thùng nước nhiều quá vậy ta. Đã thu hoạch xong anh em ơi, nửa xô luôn. Rửa cá luôn cho nó rửa cá luôn đi. Cái ủ cái bành bành không nè, mập không là chứ đâu có ốm đâu. Không cho thức ăn được. Thì cái độ tới mùa mưa cái một cái tới nữa là nó lên nó bự nữa. Ú lại. Cái gõ không? Có cua nó nghe, cái cua nó kẹp nó nghe. Cái nhỏ mà. Cua nó mắc cái rồi, nó mắc kẹt không chuyển rồi. Trời ơi. Cũng chắc thịt bà cố luôn đó. Chắc thịt đi dài lắm á. Rồi vô chín độ thu hoạch nha anh em ơi. Đó, thu hoạch nha anh em ơi. Kìa quay hồi qua dưới hấu của tôi kìa. Vô. Tao cũng có trái một vậy hả? Đừng quá lần cái ọc con cá rô nó phát bự. Hấu cần trái một được rồi. Cua cá nhảy